Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học hành. Nhưng nhờ sự chăm chỉ, cần cù, dám nghĩ, dám làm, nông dân La Anh Tuấn từ hai bàn tay trắng đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Mạnh dạn đưa giống hươu về nuôi, anh La Anh Tuấn là người đầu tiên ở xã Đồng Yên dám chuyển đổi vật nuôi truyền thống như lợn, từng bước thực hiện giấc mơ làm giàu từ chăn nuôi hươu và trồng cây ăn quả. Ý tưởng nuôi hươu của anh La Anh Tuấn xuất phát khi anh được xem một chương trình truyền hình về mô hình nuôi hươu lấy nhung để phát triển kinh tế. Khi biết đến mô hình này, năm 2014, anh đầu tư hơn 30 triệu đồng vào tận miền Nam để mua 4 con hươu giống về nuôi. Hươu là loài dễ nuôi, thức ăn chính là cám gạo và cỏ, lá cây, nên chi phí chăn nuôi ít tốn kém. Sau một năm, đến nay con to nhất đã lên tới 40 kg. Thông thường một con hươu trưởng thành có thể cho lấy nhung 2 lần một năm. Nhung hươu tươi là thứ thuốc bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe, nên từ lúc nhung còn nhỏ đã có rất nhiều người hỏi đặt mua. Trung bình giá mỗi cặp nhung hươu có giá dao động từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Đàn hươu nhà anh Tuấn ước tính mang lại nguồn thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng một năm. Được bắt đầu chân đây được 2-3 năm, tôi thấy nhìn thấy có hiệu quả. Bây giờ nó nuôi rất nhàn, so với con trâu, con bò này là con hươu nó bây giờ là để mà nói là như cái sản lượng nó nhàn hơn, chăn nuôi ít hơn. Bây giờ là có sản phẩm, là con hươu sống khỏe mạnh này, mà có sản phẩm có nhung da. Thì bạn hàng cũng về hỏi tôi là lấy nhung mua bao giờ, giá bao nhiêu tiền đấy, là rất nhiều người hỏi. Bên cạnh chăn nuôi hươu, để xây dựng được mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, trước đó, anh Tuấn đã đầu tư trồng cây ăn quả. Được vay vốn từ nguồn hộ nông dân và ngân hàng chính sách, anh Tuấn đầu tư vào trồng 12 hectare cam. Do phù hợp đất đai khí hậu, được chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên cam phát triển tốt. Niên vụ 2014 vừa qua, gia đình anh thu hoạch được hơn 100 tấn cam, thu nhập từ cam được hơn 1 tỷ. Sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận còn khoảng 500 triệu đồng. Bên cạnh cây cam, năm 2013, anh Tuấn trồng thêm hơn 100 gốc chanh 4 mùa. Trồng cây chanh cũng như trồng cam nên vườn chanh được chăm sóc tốt, nhiều quả, lại có thị trường. Trung bình mỗi tháng thu hoạch một lần, mỗi lần từ 30 đến 40 kg chanh. Do vườn rộng, anh đã thuê thêm nhân công, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động trong thôn vào lúc nông nhàn. Qua cái tham quan cái mô hình trồng cam cũng như mô hình chăn nuôi hươu của gia đình nhà anh La Văn Tuấn là tôi thấy là có hiệu quả kinh tế, có xu hướng phát triển tốt và có cái xu hướng để nhân rộng ra. Làm để sau này có cái thu nhập lớn về cái nói về hiệu quả kinh tế là La Anh Tuấn là đã có chọn được cái cây trồng chính để có hướng phát triển kinh tế có thu nhập cao về sau này. Cây trang trại của La Anh Tuấn thì trong những năm qua thì phát triển rất tốt và thu nhập rất nhiều cho kinh tế hộ gia đình. Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, mô hình vườn cây ăn quả và chăn nuôi hươu của anh La Anh Tuấn ở thôn Kẻ Nhạn, xã Đồng Yên đang phát huy hiệu quả. Hiện nay mô hình chăn nuôi hươu của anh Tuấn không chỉ thực hiện được ước mơ làm giàu của bản thân mà còn có thể nhân rộng cho các hộ trong thôn cùng thực hiện, từ đó cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, thiết thực góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.